Vâng, và bạn Thành Ngôn TJD xin được gửi lời chào thân thương cũng như là sự biết ơn đến toàn thể khách quý đã và đang xem video. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho chúng ta nhẫn nữ vàng 4 số 9, 1 chỉ. Thực ra thì chưa tới 1 chỉ ha, mà 9,84 phân. Ok, gọi là nhẫn hoa tầng. Chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ có hai tầng bông hoa. Đó, ở trên và ở dưới. Nhẫn này thì lời khuyên của mình là chúng ta chỉ nên đeo đi tiệc thôi, để giữ của. Chúng ta không nên đeo hàng ngày vì nó sẽ bị vướng, dễ bị gãy, dễ bị trầy, hao mòn. Ok, trừ khi là chúng ta có điều kiện, ví dụ chúng ta có điều kiện tốt thì cứ đeo thôi, đeo có đẳng cấp riêng của chúng ta. Tại thường ít ai dùng cái vàng 4 số 9 để mà đeo làm trang sức. Ok, nhẫn hoa mai ha. Chúng ta thấy cái bông hoa rất là đẹp. Rồi mình sẽ đeo thử cho chúng ta xem. Cái này do mình đeo vào tay nên nó vừa ngón út thôi. Tay con trai đeo nó còn đẹp, đừng có nói tay con gái đeo vào lộng lẫy quý cô luôn. Đi tiệc mà đeo cái này đi đến đâu là người ta ngó tới đó luôn ha mấy chị ha. Lát mắt luôn, nam nữ gì nhìn cũng lát mắt hết. Rồi, thật sự là có rất là nhiều mẫu nhưng mình chỉ lên một mẫu tiêu biểu như thế này thôi. Cả nhà chúng ta muốn xem thêm thì hãy liên hệ trực tiếp TJD hotline ngay bên dưới góc màn hình. Hãy chúng ta truy cập website tjd.vn. Nếu mà chúng ta ở Biên Hòa thì chúng ta đến hai chi nhánh trực tiếp TJD tại Biên Hòa luôn để xem trực tiếp, thích thì mua, không thích thì về. Ok, được tư vấn thoải mái luôn cả nhà. Cả nhà chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.